Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chữa đề số 4 nhé. Ở trong đề số 4 thì chúng ta sẽ chữa câu 1 đề 4. Đây, với câu 1 đề 4 ấy, vừa rồi Nguyên bảo là đề cho gì, cần tìm cái gì nhỉ? Rồi, như vậy đây là một bài khá nhẹ nhàng đúng không? Như vậy thì đầu tiên đề bài cho số nguyên dương n, nhiệm vụ của chúng ta là tính tổng và tích các chữ số của n. Vậy thì khi làm ở phần này thì ta lưu ý n là 10 mũ 18. Vậy thì ta sẽ chọn kiểu dữ liệu phù hợp để ta làm. Chỗ Hữu Đức cũng có thể bài này có thể làm tiếp đề 7 đi cũng được Hữu Đức. Ta có input của bài toán thì ở cái bài này thì ta có nhập số nguyên dương n. Hãy lưu ý n là kiểu dữ liệu long long ở trong si cộng cộng. Còn gì nhỉ? INT64 trong Pascal đưa ra tổng và tích các cái chữ số. Giả sử cái chỗ số này là số có 18 chữ số toàn số 9, như vậy thì số lượng chữ số tổng và tích các chữ số của nó khá bé. Cho đối với biến tổng, tích của nó là sẽ bằng 9 mũ 18 thì nó tương ứng khoảng tầm 10 mũ 18, do đó biến tích các chữ số ta tránh bị nhầm lẫn là kiểu dữ liệu INT. Nếu không ta sẽ mất điểm giai đoạn nước. Vậy ta có sẽ thuật toán thì bài toán này thì đề bảo như thế nào chúng ta sẽ làm như thế. Thì bước 1 thì ta thực hiện nhập n. Ở bước thứ hai ta đưa ra là tổng chữ số của số nguyên dương n. Sau đó ta bước 3 ta đưa ra tích chữ số của số nguyên dương n. Ở đây thì các em nên tổ chức hàm tính tổng và tích các chữ số của một số. Ở đây thì chúng ta sẽ code luôn ở trên code của lớp để các bạn quan sát rõ hơn. Hãy lưu ý vì n của ta là kiểu dữ liệu là long long nên các bạn truyền tham số cho hàm tổng chữ số và tích chữ số phải là kiểu long long, tránh ta hay cứ INTU để chọn nhầm kiểu dữ liệu. Vậy bây giờ ta cái tổ chức cái hàm tổng chữ số. Hàm tổng chữ số và hàm tích chữ số của hai số. Rồi, như vậy thì nếu mà tổ chức được hai hàm này thì ta rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cô luôn cái giải thuật. Ai đấy ta? Học viên sắp bị ấn trưởng rồi. Nhanh để nghe lời giảng bài số 4. À quên, đề 4 câu 1. À, tới đây thì các em có thể tổ chức được hàm tính tổng chữ số của một số không? Để mình tích các chữ số của một số. Rồi bây giờ thầy tổ chức lại để các bạn như sau. Để tính tổng các chữ số của một số thì ta có hai hướng làm, một là làm theo sâu, hai là làm theo số. Các em thích làm theo kiểu nào cũng được. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện làm theo sâu chẳng hạn. Ta có thể, bởi vì một số bài trước ta đã làm theo số rồi thì hôm nay ta làm theo sâu thì ta sẽ tiếp cận theo cái hướng kế tiếp. Ta chạy từ đầu sâu cho đến cuối sâu u và ta thực hiện công việc. Tới đây thì ta sẽ thực hiện cái công việc là cái tổng S của mình sẽ thêm một lượng là bằng là thằng SU thứ y trừ đi ký tự không. Thì ta thu được tổng cái chữ số. Vậy thì ta đây ta return S là xong. Như vậy thì nếu mà tổ chức cái hàm như thế này cho đề số 4 thì có vấn đề gì không, Hữu Đức? Đúng rồi. Nhật Minh lấy đề số 4 ra nhé. Tổng chữ số của một nó thì 9 nhân 18 thì giờ khá ít, nó vẫn INT được. Nó có 18 chữ số mà. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện tính tổng của chữ số, lưu ý ở đây nó là kiểu long long nhé. Như vậy thì ta có cái đoạn này để tính tổng cái chữ số của một số. Vậy thì các bạn tương tự như vậy thì trong ngôn ngữ lập trình Pascal
thì các bạn cũng tổ chức tương tự như như thế nhé. Để tính tích các chữ số của một số thì ta vẫn thực hiện như trên, ta gọi nó là tích chữ số của một số. Thì ban đầu khởi tạo tích, ta khởi tạo s bằng 1, thì tích các chữ số của một số thì bằng s nhân với u bằng này, sau đó return s. Hàm tích các chữ số của một số như trên có vấn đề gì không Nhật Minh? À, hôm trước ta sử dụng số rồi, về hôm nay thầy hướng dẫn lại sử dụng thêm sâu nữa cho nó đa dạng. Hàm tính tích trên chữ số bên trên có vấn đề gì không? Long long thằng nào? Đấy, bởi vì số này có 18 chữ số, cho nên tích của 18 số 9 thì nó sẽ thuộc kiểu long long. Ok chưa? Xong chưa Nhật Minh? Còn gì sửa nữa không? Ở đây thì ta lưu ý cuối chương trình mình return s, do đó cái hàm tích chữ số này phải cùng kiểu dữ liệu với s. Do đó ở đây mình phải khai báo thằng này là long long tích chữ số. Được chưa? Chỗ này được không Thiện? Đây chỗ này. Được không Ngọc Anh? Lưu ý nhé, chỗ này là tích các chữ số của nó phải là thuộc cùng kiểu dữ liệu với S. Như vậy ta nhận thấy rằng làm việc với sâu khi tách các chữ số của một số để tính tổng và tích thì nó khá nhẹ nhàng. Ai cũng có thể làm được. Lại trừ một đối thủ rồi. Tiếp đến, như vậy thầy trò mình đã xong được cái bài tính tổng và tích các chữ số và ta đã giải quyết được xong cái bài đầu tiên. Và khi làm thì các em lưu ý nhớ chạy thử nhiều với test khác nhau. Ví dụ test này các bạn chạy số có 3 chữ số, test sau chạy số có 4 chữ số, test sau nữa chạy số có 10 chữ số để xem kết quả của bài toán đã đúng chưa. Rồi, trên đây là bài số 1 của đề số 4. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ theo dõi video trên kênh YouTube để theo dõi bài giảng các đề mới nhé. Để số 2 đi.